Alo, alo. Hello mọi người. Chào Bình Minh Lan, chào bán hủ tiếu nha, hello An Vui. Chào Nam Phong, chào anh Bái, chào hello anh Zero, chào Quý, hả Quý hả? Cảm ơn Seven. Hello anh Tony, anh Nhan Zero, chào mọi người. Hôm nay là tối chủ nhật và mình lại gặp nhau vào lúc 8 giờ tối hàng tuần tại Room 88 ngày hôm nay. Và hello à, có vẻ hot hả? Ok, như thường lệ thì vào lúc 8 giờ tối chủ nhật mình sẽ có một cái chương trình, mình đôi khi mình gọi là nó hơi hơi sáng suốt một chút, nó hơi tình cảm một chút, và nó hơi khác những cái show thường ngày của Top, đó là show gửi lời yêu thương. Và đến với show này thì mọi người có thể, các bạn có thể gửi những cái lời yêu thương mà mình muốn nhắn nhủ đến cho một người bạn hoặc là cho bố mẹ mình. Chương trình không, cái này không phải chương trình vì yêu mà đến ạ. Hello con của mẹ nha, hello Hàng Anh, hello anh Hàng Minh. Cái này chỉ là một cái chương trình mà các bạn có thể gửi, chưa bao giờ dám nói ra. Và chương trình sẽ gọi điện trực tiếp cho người bạn hoặc là người mà bạn muốn nhắn gửi cái lời yêu thương đó vào lúc 8 giờ tối hàng tuần. Và ngày hôm nay thì không biết là mình sẽ gọi điện cho bạn nào đây. Có rất là nhiều bạn gửi, và hôm nay thì Chi thấy có rất là nhiều bạn đã gửi những cái lời yêu cầu về cho chương trình. Và mấy anh chị bên biên tập thì cũng đã chọn ra những cái lời yêu cầu ngày hôm nay rồi. Chị đã có một vài cái lời yêu thương. Ok, rồi bây giờ chúng ta, em gửi hồi 18 giờ thì có được không hả? Chị nghĩ là nếu như mà em gửi hồi lúc 6 giờ chiều thì bây giờ chắc là chưa đâu. Tại vì mình, những cái lời yêu cầu này là nó của tuần trước, thì mình sẽ tổng hợp và tuần này mình đọc lên. Còn những cái lời mình sẽ chọn từ từ đọc, từ từ đọc, từ từ đọc, từ từ. Hả? Cảm ơn chương trình nhiều lắm. Tại sao ạ? Em nhon. Và hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay hoặc là ngày hôm trước hoặc là của tuần sau nữa sẽ luôn luôn mang đến cho tất cả các bạn những cái cảm xúc và một cái gì đó nó mới lạ hơn. Anh yêu Chi. Ủa sao hôm bữa nói là nhỏ tuổi hơn em? Hello anh Kevin. Bây giờ mình sẽ không làm mất thời gian nữa ha. Tại vì chúng ta chỉ có 60 phút thôi. Và trong vòng 60 phút thì mình có rất là nhiều chuyện để nói, rất nhiều câu hỏi để trả lời. Ok, hello mọi người, chào các bạn mới vào nha. À, gửi lời muốn nói tới người yêu của anh hả? Thì ra là anh hả? Cảm ơn anh ạ. Và khi mà Chi làm cái này á thì có một cái điều vui nho nhỏ là ngày nào mình cũng nhận, sau khi mà mình gọi điện xong, mình làm xong cái show này thì có rất là nhiều bạn, có rất là nhiều anh chị gọi điện đến cho Chi và nói rằng là tâm sự là cảm ơn chương trình cũng và cảm ơn Chi đã gọi điện cho người thân hoặc là gọi điện đến và nhắn nhủ những cái lời yêu thương mình không dám nói. Thì thật sự rất là mong mọi người sẽ luôn luôn được hạnh phúc ạ. Và đó là lý do mà chương trình ngày hôm nay xuất hiện. Và bây giờ để không đợi lâu nữa, chắc là em sẽ đến với cuộc gọi đầu tiên ha. Thấy bình thường. Mình không update lên là được. Ok, chào mọi người nha. Bây giờ Chi sẽ đến với cuộc gọi đầu tiên ha. Coi bạn nào sẽ là... Mình sẽ đến với một bạn không để nickname mà có số điện thoại đuôi là 41801. Giờ Chi sẽ bấm số điện thoại luôn. Có bạn
bạn nào đã gửi những cái lời yêu thương chưa? Các bạn có gửi chưa? Chi thấy cũng khá là hay, khá là hấp dẫn. À, Chi cũng đã gọi một lần rồi. Nên mình gọi bạn này nha. Thuận, bạn này tên là Hoàng Thuận. Là hôm nay Chi em sẽ không số nhỏ nữa. Tại vì trong tuần trước là em gọi 5 người không bắt máy luôn. Hôm nay không phải Trung Thu, hy vọng là bạn sẽ bắt máy. Gửi cách đây 2 tuần rồi. Đây là số thứ 3, đây là lần thứ 3 chương trình phát sóng. Và chương trình của tụi em thì nhận được rất là nhiều chương trình của Chi. Hiện tại là bây giờ mình nhận rất là nhiều cái lời yêu cầu của các bạn luôn. Thành ra là những cái lời yêu cầu càng ngày càng nhiều. Mà trong vòng 1 tiếng á, thì Chi không thể nào gọi điện hết cho tất cả các bạn được. Đa phần là 1 tiếng đồng hồ mình chỉ gọi được tầm 6-7 người thôi. Mà cái người đầu tiên thì không bắt máy rồi. Bây giờ em gọi sang cái số khác đi ha. Mình gọi sang số khác. Chào bạn, cho mình hỏi bạn có phải là bạn Thu Nhi không ạ? À, dạ, không phải ạ. À, không phải hả? Hỏi ai vậy? À, dạ. À, bạn ơi, mình gọi điện từ chương trình gửi lời yêu thương. Và hôm nay thì mình có nhận được một cái lời yêu thương gửi đến cho bạn. À, như cái bạn, như người bạn của bạn ghi á, thì mình gọi theo cái số điện thoại này. Bạn ấy để tên là Thu Nhi thì mình không biết có một cái điều gì đó nhầm lẫn hay không ạ? À, dạ, xin lỗi, chắc lộn số rồi. Dạ vâng, cảm ơn bạn. Dạ. Không thể nào mình nhầm được. Có một điều rất là hy hữu trong khi thực hiện những cái show này thì có một vài điều rất là hy hữu. Điều thứ nhất mà Chi cảm nhận được là nhiều khi mình gọi điện nhưng mà các bạn ấy không bắt máy, 5 lần không bắt máy. Cái điều thứ hai là Chi nhớ luôn là có một lần là gọi điện xong rồi hỏi là cô có phải là mẹ của bạn này, bạn Thắng hay không? Bạn Thắng ngày hôm nay thì gửi đến cái lời cảm ơn cô. Và Chi đọc cái lời cảm ơn nó lên xong rồi cô nói một cách rất là ngắn gọn. Cô xin lỗi nhưng mà Thắng con của cô thì không bao giờ nói như vậy đâu. Cái lời này không phải là con của cô. Xong một cái máy một cái cặp. Chi cảm thấy lần đó là lần thứ hai mà Chi hoang mang, không biết dùng từ gì để diễn tả luôn á anh. Mọi người, cái cảm giác của em lúc đó cảm thấy hơi hụt hẫng. Tại vì con mình gửi lời yêu thương tặng cho mẹ mà giờ mẹ không nhận. Bây giờ tiếp tục tới cái bạn này gọi điện thoại nhưng mà không phải. Rõ ràng Chi không bấm sai số nha. Khi mà bấm số điện thoại là mình đã dò rất kỹ rồi. Nhưng mà không hiểu sao, chắc hôm nay mình lại số nhỏ nữa rồi. Thôi kệ, mình sẽ chuyển sang lời một cái cuộc gọi tiếp theo vậy. Cái cuộc gọi này rất là ý nghĩa.
Nếu như mà bạn nào chưa gửi lời yêu thương về cho chương trình thì các bạn lên tường Facebook của Chi á, thì ở trên đó nó sẽ có một cái link, mình điền vào link đó tổng hợp nó sẽ dễ dàng hơn là các bạn gửi tin nhắn riêng nha. Mình dò lại số điện thoại một lần nữa. Chính xác. Alo, dạ cô ơi, cho con hỏi có phải cô là cô Nga không ạ? Mẹ đợi cháu đưa cho mẹ điện thoại á. Mẹ ơi, con người gọi. Dễ thương. Alo. Dạ alo, cô ơi cho con hỏi có phải cô là cô Nga không ạ? Ai đấy ạ? Dạ con đang gọi từ chương trình gửi lời yêu thương mà hôm nay thì tụi con đã nhận được một cái lời nhắn và chắc là của một cái người học trò cũ của cô ạ. Bạn này không có để tên cho nên là con cũng không biết là bạn ấy tên gì. Bạn ấy chỉ để số điện thoại đuôi của bạn ấy là 746. Bạn ấy nhắn cho cô là đã mấy năm rồi em không về thăm cô được, cũng tại vì công việc quá bận. Em cảm ơn cô trong 4 năm học ở trường đã dạy dỗ em văn hóa và dạy em cách làm người như thế nào cho đúng. Lời cuối cùng, em chúc trẻ đẹp như ngày nào em mới gặp cô và chúc cô thành công trong sự nghiệp đào tạo được những học sinh tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Ơn ạ, cô nhận được lời nhắn của con chưa? Dạ vâng. Dạ, và... 746 à? Dạ, chương trình của tụi con thì sẽ nhận được những cái lời yêu thương như thế này và gửi đến dành tặng cho cô. Và hôm nay còn bạn ấy còn tặng cho cô thêm một bài hát nữa ạ. Và xin mời cô nhận món quà của mình trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Cho cô ngày hôm nay thì không biết là cô có thể nọ, không biết là cảm xúc của cô khi mà tụi con gọi điện đến bất ngờ như thế này, như là có cô có cảm nghĩ gì không ạ? Cô alo, đang rất cảm động. Dạ tôi đang rất dạ con cảm ơn cô rất là nhiều. Thật sự mà nói thì đối với những cái người học trò như tụi con thì những cái người cô, người thầy luôn luôn là cái người dìu dắt, và đến cho đến cuối cuộc đời thì chắc chắn rằng là mình cũng sẽ nhớ ơn những cái người thầy, người cô đã cho tụi con những cái tương lai như thế này ạ. Và con chúc cô sẽ có được thêm thật là nhiều những cái bạn học trò đáng yêu như thế này và thật là nhiều sức khỏe để có thể dạy dỗ thêm nhiều
những cái con người tốt nữa. Vâng, con cảm ơn cô ạ. Dạ, chúc cô có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình ạ. Dạ, con chào cô. À, cô đang rất là cảm động à. Nghe giọng thì em không biết là mọi người cảm thấy như thế nào, nhưng mà bao nhiêu lần rồi thì chắc chắn là nếu như mà mình gặp được một cái cuộc gọi điện như thế và kể về những cái kỷ niệm thì chắc chắn rằng là ai trong những người mà người, bất kể luôn người thầy người cô hoặc là bố mẹ mình hoặc là bạn bè thì chắc chắn cũng sẽ rất là vui khi mà nhận được những cái lời yêu cầu như thế này. À, các bạn gửi về chương trình mà không thấy hả? Mọi người thông cảm giúp Chi ha, tại vì hiện tại thì các bạn đây là lần thứ ba chương trình phát sóng trực tiếp vào 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần như này rồi, nhưng mà vì được rất là nhiều các bạn ủng hộ cho nên là lời yêu cầu càng lúc càng nhiều thì thành ra là mình chưa có đọc qua hết một lần nữa và mình chưa có thể nào mà xem được hết tất cả. Bây giờ mấy trăm, hiện tại thì chắc là lên là mấy trăm lời yêu cầu rồi, và các bạn thông cảm ha, các bạn thông cảm cũng như thông cảm cho chương trình luôn. Một ngày nào đó thì chắc chắn là mình sẽ đọc đến những cái bạn mà đã gửi lời yêu cầu cho mình thôi. Mọi người ráng đợi ha. Tại vì em biết là có những bạn đã gửi rồi nhưng mà chưa thấy. Cho em số điện thoại đi. À, đây nè, bạn nào mà muốn gửi thì các bạn có thể vào cái link bên dưới này. Ở bên dưới này đã có một cái link như thế này rồi nha. Các bạn gửi vào cái link này và điền thông tin người nhận và lời nhắn nhủ. Bây giờ thì chị sẽ đi đến một cái để xem nào. Mình sẽ chọn một cái lời yêu cầu nó. Ủa? À rồi. Mạng hôm nay có vẻ khá lắc và chị vẫn chưa lát được cái lời yêu cầu ở trên này. Bạn nào có thắc mắc thì các bạn cứ comment và chị sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn trong show ngày hôm nay nha. À, không những các bạn vui mà em cũng thấy vui nữa, tại vì em cũng là người được nhận rất nhiều yêu cầu. Đã có đến 3-4 bạn gì đó gửi lời yêu cầu cho em. À, gửi đến tặng mình nhưng mà mình chính là cái người đọc luôn. Hồi nãy thì mình đã có nhiều nhưng mà mình gọi mà không ai bắt máy. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang lời yêu cầu tiếp theo. Chị thấy thì hôm nay có khá là nhiều. Ok, mình sẽ đến với một lời yêu cầu tiếp theo. Mình gọi điện cho một cái người bạn tiếp theo nha. Mà em không biết là người bạn này có bắt máy hay không. Hãy đợi chờ. 0122.
Tên đèn. Cảm thấy hôm nay mình vẫn không được may mắn cho lắm mà số thì. Nhưng mà em nhất quyết sẽ đến với cái lời yêu cầu tiếp theo nha. Ok, người dân ngược lối nè. Mình chắc chắn mình sẽ gọi được một vài bạn đó bắt máy. Cái này cũng rất là hay. Nguyễn Tiến sĩ. Mỏi đợi chờ. Không thể nào tưởng tượng được. Không thể nào tưởng tượng được là đây là lần thứ hai là. Không thể nào lỗi, không thể nào lỗi lỗi tại chi được. Ừ, đúng rồi. Những lúc mà gọi điện cho gọi điện cho người thân nha, mình gọi mình dùng từ gọi điện cho người thân là chi rất là đờ đẫn, tại vì đang trong lòng lo sợ là trời ơi bạn ơi bạn có bắt máy không. Quyết định gọi lại một lần nữa. Tại vì cái bạn này rất là ý nghĩa cho nên nhất định là phải gọi cho các bạn này. Mỗi lần gọi điện thoại là tim chị đập. Ờ chị cố lên, chị phải tin. Sao chị không dám nhận luôn. Mỗi lần mà kêu và chị lên gọi điện cho mấy bạn là chị không dám gọi luôn. Đối với em thì số lạ em cũng mất máy, tại vì không biết là lỡ đâu người ta có việc gì đó quan trọng á. Đây là lần thứ bao nhiêu trong buổi tối hôm nay rồi ta? Trong vòng 30 phút, bây giờ là 8 giờ 27 và mình bắt đầu lúc 8 giờ 5 phút. Thì cho là 27 phút trôi qua đi. Và bà chị đã thất bại 3 lần hả? Ba lần người ta nói quá tam ba bận nha. Người ta nói quá tam ba bận. Chị cũng nghĩ là quá tam ba bận. Nhưng mà show trước thì em đến 5 lần lận. Không sao đâu. Bây giờ em gọi lại một lần nữa. Em gọi cho một người khác. Để mình xem. Mình sẽ gọi người ta nói quá mày đợi đang trốn nợ. Em hy vọng là lần này sẽ gọi được. Gọi người khác đi, chị đang gọi người khác nè. Mình gọi xong một lát nữa các bạn không bắt máy mình gọi hết danh sách luôn. Thật sự là nhiều. Ai rồi? Alo, chào bạn. Bạn có phải là bạn Bảo không ạ? Đúng rồi. À, mình đang gọi đến từ chương trình Gửi Lời Yêu Thương của Thóc TV. Và hôm nay thì có một người bạn của bạn. Và người bạn này thì bạn ấy không có gửi tên mà bạn ấy đã giấu cái
tên của mình đi, và số đuôi điện thoại của bạn ấy là 546. Bạn gửi, bạn đó gửi tặng cho bạn một phần quà và lời nhắn như thế này. À quên, bạn là con mà thôi, để bạn nghe mình đọc lời nhắn dành cho bạn nha. Chào em, người con trai đã vô tình đi ngang cuộc đời anh. Em đến và đi thật nhanh, nhưng để lại cho anh một cảm giác cực kỳ cắn rứt và khó chịu. Anh hận em nhiều lắm. Hận em tại sao lại nói chuyện vui tính và dễ thương. Hận em tại sao lại làm anh say, để anh không kiềm chế được bản thân. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể nào quên được cảm giác tối ngày hôm đó. Anh hận em đã bẻ cong anh. Anh đã suy nghĩ đắn đo lắm, và rồi anh cũng đưa ra quyết định mà đã thay đổi suy nghĩ của anh. Ban đầu chỉ là tò mò, nhưng anh nhận ra mình đã có chút rung động trước gì đang diễn ra trước mắt. Anh đã suy nghĩ rất lâu, đã nhiều lần muốn cầm điện thoại lên, nhắn tin, gọi, nói chuyện với em, nhưng thằng đàn ông lại không cho phép thế, và anh lại tiếp tục im lặng. Nếu em nghe lời nhắn này thì thỉnh thoảng lại đến thăm anh nhé. Rất muốn có cơ hội được gặp lại em. Ký tên anh bộ đội của em. Ủa là ai vậy? Chương trình cũng không biết nữa bạn ơi. Và tại vì mình nhận được cái lời nhắn này và yêu cầu gửi đến cho bạn. Với một bạn này thì bạn đó giấu tên. Bạn ấy chỉ để số đuôi điện thoại của bạn đó là 546. Nhưng mà lúc mà mình đọc tin nhắn này á, thì mình tưởng là Bảo là một cái bạn nữ rất là dễ thương xinh xắn, nhưng mà khi mà mình nghe giọng thì mình hơi hụt hẫng một chút. Dạ. Mình không biết là giữa hai bạn có xảy ra một cái vấn đề gì nó không được lành mạnh hay không, nhưng mà mình cũng xin chúc cho không biết người đó là ai luôn. Và mình cũng không biết luôn, nhưng mà bạn ấy gửi lời yêu thương cho mình như thế, còn tặng cho bạn một bài hát nữa, và mời bạn cùng lắng nghe và bạn cùng lắng nghe cái phần quà của mình ngày hôm nay. Về đâu lúc vất vả hết, ánh đèn đường hắt hiu buồn. Mình tôi giữa hè phố vắng, nỗi buồn nặng trĩu không tên. Chân sinh ra phần mình trái ngang, yêu đương khát thương sống giữa là bây giờ mình nên nói gì với bạn này. Có lẽ là mình nên chúc cho bạn hạnh phúc, hay là mình chúc cho bạn tìm được cái tình yêu của mình đây. Nhưng mà chưa kịp nói gì hết nè. Chưa kịp nói gì hết là nghe một cái tiếng tút.
có nghĩa là chắc là bạn ấy cũng hơi ngại. Nhưng mà dù sao thì nếu như mà bạn ấy không nghe được cái lời chúc của em, nhưng mà em vẫn chúc cho là nếu như mà xem chương trình mà quen biết bạn nào mà tên Bảo thì cũng nhắn lại là chi chúc cho hai bạn một ngày nào đó sẽ tìm thấy nhau, tìm thấy cái tình yêu quan trọng của cuộc đời mình. Sẵn sàng nhé. Giờ anh gửi tặng nhiều người một lúc đang xem chương trình này được không? Được anh. Nếu như mà còn thời gian thì em sẽ gửi tặng thay anh gửi tặng cho tất cả các bạn. Không biết tự nhiên là sao lại gửi tặng cho nhiều người. Chẳng lẽ chắc là đang khóc. Cũng khá là dễ thương, nhưng mà thôi. Bây giờ mình sẽ đến với một cái lời tiếp theo. Mỗi lần mà chuông đổ thì em không biết là có bắt máy hay không, nhưng mà cũng hy vọng rằng là mình hôm nay mình sẽ thực hiện hoàn thành cái nghĩa vụ của mình là giúp đỡ các bạn đến được với nhau. Vì cái cặp đôi này thì chắc là một cái cặp đôi có một cái vấn đề nào đó xảy ra rồi. Hello Nhiếm nha. Gái tặng trai thế hay hả? Ô, có nhiều lúc mà các bạn nữ đã tới đây nè anh. Nói vừa đúng luôn. Em vừa, đây là một cái bạn mà em gọi là bạn nam nè, nhưng mà không biết sao không bắt máy. Một bạn nữ tặng cho một bạn nam. Có thể là bạn nam này đang đi chơi với lại một bạn nữ khác, thì nó hơi phủ. Không bắt máy. Thôi, dạ đúng rồi. Không bắt máy cho nên là em thôi để em đọc cho mọi người nghe nhé. Cái bạn nữ này gửi đến cái bạn nam này với bài Người Dân Ngược Lối, kèm theo cái lời nhắn là: em xin lỗi anh rất nhiều, em có nhiều lý do khi làm vậy với anh. Em xin lỗi vì đã bắt anh chờ đợi em gần 2 năm. Anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé. Giờ em chỉ có thể nhìn anh từ phía xa nữa thôi. Khi mà đọc thì có vẻ rất là cảm thấy bạn này rất là đau khổ, cho nên là em muốn gọi điện cho cái bạn nam này để mình tìm hiểu, mình giúp đỡ xem là có thay bạn nam này có thay đổi cái suy nghĩ và có một cái chút xíu hy vọng nào đó trong tình cảm của hai bạn hay không. Nhưng mà em gọi bạn nam này 3 lần rồi đó, tại vì em cảm thấy cái lời nhắn của bạn nữ này nó rất là xúc động, cho nên là gọi 3 lần mà không bắt máy thì chắc là thôi không. Gửi đến Chi Chi lớp gì hả? Số điện thoại 1010 hả? Hôm nay có hai lời nhắn gửi đến cho Chi, không biết là Chí Cường với lại Hoàng Phương, không biết là có đang xem chị làm cái show gửi lời yêu thương ngày hôm nay không. Nếu mà có thì một lát nữa về comment Facebook hoặc nhắn tin cho chị cũng được. Không biết là tụi em có đang xem hay không. Hello anh. Giờ cái này là chắc là riêng tư một chút. Nãy giờ mình gọi điện nhiều rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ, em nhận được hai cái lời nhắn rất là dễ thương của Hoàng Phương với lại Chí Cường. Thì nhắn đến cho em, nhắn đến cho Chi là em chúc chị luôn tiếp. Và Chí Cường nhắn là tiếp tục phát huy chị nhé, kèm theo một cái trái tim rất là dễ thương. Khi mà mình ngồi trên đây thì không nghĩ là sẽ có nhiều bạn nhớ đến mình như vậy, nhưng mà ngày hôm nay thì em nhận được ba cái lời nhắn gửi yêu thương đến cho mình. Và thật sự rất là cảm ơn mọi người. Cảm ơn mấy đứa nhỏ nữa, lúc nào cũng rất là dễ thương đối với Chi. Không có gì khác hơn là khi mà mình ngồi ở đây hoặc là mình làm một cái công việc như thế này mà nhận được tình thương. Thật sự đó là cái tình thương mà các bạn dành cho em. Nó giống như là không phải là giữa người xa lạ với người xa lạ, mà nó giống như là giữa những cái người mà trong gia đình vậy. Tự nhiên mình cảm thấy là ôi sao mà các bạn dễ thương thế. Đó là động lực. Đó là động lực mà cho đến ngày hôm nay em chỉ vẫn ngồi đây và vẫn luôn luôn sẽ làm, cố gắng hết sức mình làm những cái gì đó vì mọi người.
Cảm ơn anh Giáp, cảm ơn mọi người nãy giờ đã tặng hoa và tặng quà cho chương trình Gửi Lời Yêu Thương. Bạn nào yêu mến chương trình thì các bạn lên hoa và lên quà cho chương trình ha, để chương trình tiếp tục nhận được thật là nhiều cái sự yêu thương của các bạn. Các bạn có thể gửi những cái lời nhắn nhủ của mình về đây. Đây là một cái link gửi, và trong cái link này thì nó sẽ có thông tin. Chị có tham gia chương trình Vì Yêu Mà Đến không? Em không có tham gia chương trình Vì Yêu Mà Đến anh. Hello anh Dương quá nha. Bây giờ mình em lại tiếp tục đến với công việc của mình trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng mình sẽ gọi điện cho thật nhiều bạn. Có thể mình sẽ cứu được được tình thế một chút. Yêu một người, cái này yêu một người vô tâm hay là chỉ có là yêu một người thôi ta? Hả? À các bạn ơi, mọi người lưu ý khi mà mọi các bạn gửi cái lời yêu cầu đến cho em á, cho chương trình, gửi lời yêu cầu về cho chương trình, thì các bạn nhớ là thông tin của mình thì các bạn có thể không điền, nhưng mà thông tin của người nhận thì các bạn phải điền một cách chính xác nha. Vừa rồi thì có một vài sơ suất xảy ra là thứ nhất là mình sai số điện thoại nè, tiếp theo thì một cái lời yêu cầu từ một cái bạn nào đó gửi cho Nguyễn Minh Châu, gửi cho bạn Thị Huệ, nhưng mà bạn không có để số điện thoại của cái người bạn được nhận, thì em không biết chương trình ngày hôm nay không biết phải liên lạc cho bạn nó như thế nào để mình gửi lời bài hát, hoặc là gửi cho cái lời nhắn ngày hôm nay được, tại vì không có số điện thoại nên em sẽ bỏ qua luôn, mình sẽ tới với lại cái số điện thoại khác, tới với lời nhắn khác. Các bạn nhớ điền rõ thông tin, thì khi mà điền chính xác cái thông tin người nhận thì chương trình mới có thể liên lạc được với các bạn đó. Okay. Mình sẽ gọi điện tiếp theo. Dễ thương, móng lùn. Melody. Alo, chào bạn. Mình đang gọi gửi lời yêu thương ạ. Và ngày hôm nay thì chương trình đã nhận được một lời yêu thương dành cho bạn. Có một cái bạn có biệt danh là Melody, số điện thoại của bạn ấy là 0129 8455 455. Bạn thấy số điện thoại này có quen không ạ? Có quen ạ. Dạ vâng. Mình tiếp tục nhé. Và bạn hôm nay thì bạn nó đã gửi đến cho bạn một cái lời nhắn như thế này. Hãy cho anh cơ hội nhé, anh trai thôi cũng được. Và đó là cái lời nhắn mà chương trình nhận được. Và có sứ mạng ngày hôm nay là gửi lời nhắn nó đến cho bạn kèm theo một món quà. À, xin mời bạn nghe món quà này nhé. Dạ. Bạn ơi, bạn chờ một chút nha, mạng lắc. Dạ rồi ạ. Ok, nó chạy tùm lum luôn. Mình sẽ mở lại cho bạn, xin lỗi bạn. Bao lâu rồi ai đó hay, ngày cứ thế trôi mà
riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một bên em lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi em. Phút giây em mong đến tình yêu ấy, giờ đây là anh, người em mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm này, sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời em muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa. Vừa rồi là một cái phần quà mà một người bạn của bạn muốn chương trình nhắn nhủ bạn ngày hôm nay. Thì chắc chắn là người, bây giờ mình nghĩ là bạn đang có rất nhiều cảm xúc đúng không? Tự nhiên, đột nhiên mình nhận được một cái cuộc gọi điện thoại rất là bất ngờ như thế này. Cũng bất ngờ thiệt. À, vâng ạ. Và không, mình cũng như là chương trình không biết là tình cảm của bạn hiện đang như thế nào, nhưng mà hy vọng rằng bạn sẽ luôn luôn được hạnh phúc. Và hãy thử cho anh ấy một cơ hội thử xem. Tại vì mình cảm thấy một cái người mà có thể nhắn gửi như thế này đến bạn thì chắc chắn là tình cảm của anh ấy dành cho bạn rất là nhiều. Bạn hãy thử mở lòng xem nhé. Dạ. Cảm ơn bạn, chúc bạn cảm ơn bạn và chúc bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, chào bạn. Sao mọi người đoán như nào? À, cho anh hỏi nha em, dạ sao ạ? Hỏi cảm xúc bạn đó. Không, em tính hỏi rồi nhưng mà khi mà em nghe giọng á thì em nghĩ có lẽ là bạn ấy hơi cảm động mấy anh. Mà em hy vọng rằng là các bạn nữ vừa rồi mà mình gọi điện sẽ cho các bạn nam này một cơ hội. Em không biết là cảm thấy cái bạn nam này rất là có một cái gì đó rất là thương á. Em có hy vọng rất là dễ thương. Cảm ơn anh Cuốn, xin chào. Tưởng ca sĩ hát sao ạ? Anh thích. Cảm ơn anh Bông nha, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến với chương trình Gửi Lời Yêu Thương và dành nhiều tình cảm đến cho chương trình như thế này. Và nói chung là khi mà em gọi điện cho một cái cặp đôi nào đó, cũng hy vọng rằng là họ sẽ thành đôi với nhau. Mình chương trình mình giống như là nguyệt lão, hy vọng là như thế. Cảm ơn anh Cuốn, cảm ơn anh Seven. Để xem. Idol tốt quá vậy. Không phải em tốt đâu anh. Tại vì Talk TV tốt đã nghĩ ra một cái chương trình rất là ý nghĩa như thế này. Ngày hôm đó thì em còn nhớ luôn là cái lần đầu tiên mà Chi ngồi đây mà Chi dẫn cái chương trình này thì mình cũng không biết đó là cái lần đầu tiên. Đúng rồi, không biết đó là cái lần đầu tiên luôn. Ở lúc đó thì những cái anh chị và những cái bạn bên biên tập chương trình này nè thì có nói là không chắc là chắc chắn là sẽ có suy nghĩ là không biết mình làm cái chương trình này ra thì các bạn có thích xem hay không, và các bạn có muốn là có như thật nhiều những cái số tiếp theo như thế này hay không. Và lúc đó rất cảm thấy rất là băn khoăn, tại vì khi mà mình làm ra một cái chương trình nào đó mà mình không nhận được sự ủng hộ từ các bạn á thì chắc chắn là sẽ có một cái gì đó nó hơi buồn mà nó hơi hụt hẫng một chút. À, đi vào vấn đề coi nào.
À, cái vấn đề này ha anh, cái này là rất là dễ nói. Ở đây nè, đây là chương trình Gửi Lời Yêu Thương. Và đây là một cái chương trình rất là mới của Thoát TV. Cái chương trình này thì chúng em sẽ dành những cái lời gửi nhằm là mình sẽ gọi điện trực tiếp. Em nói qua một lần rồi, nói rõ như thế này là mình sẽ gọi điện trực tiếp cho những cái bạn mà gửi thông tin và nhắn về cho chương trình. Và mình sẽ gọi điện cho cái người nhận. Mình thay những cái bạn đó nói lên những cái điều mà chưa bao giờ nói. Chỉ đơn giản là mình gửi những cái lời cảm ơn hoặc là gửi những cái lời xin lỗi thôi. Chương trình, vâng à, cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Mọi người thấy chương trình của mình như thế nào à? Em thì ví dụ như là mình cảm thấy thích, hoặc là mình cảm thấy là mình viết tên idol trên top, mình hỏi dạ được anh, được mà. Mình có thể để tên đó, cái đó là tùy vào mình thôi. Hello mọi người, chào các bạn mới vào nha. Bây giờ thì mọi người cho phép em đến với một cái tiếp theo được không? Ok, hồi nãy là một cái lời cũng giống như mém tỏ tình, là bây giờ là tỏ tình thiệt luôn nè. Có vẻ bạn nam này hơi nhát gan, bạn ấy không có tỏ tình trước mặt. Mình sẽ tranh thủ gọi, sợ là hết giờ nha. Ây, em rất là thích những cái câu chuyện tình yêu như thế này, cảm thấy các bạn nó thật là dễ thương. Okay. Hùng Mạnh. Ủa, từ từ nha. À, bạn nữ gửi đến cho bạn nam. Alo, dạ, cho em hỏi anh có phải là Hùng Mạnh không ạ? Phải. À, dạ vâng. Thì em đang gọi đến từ chương trình Gửi Lời Yêu Thương ạ. Và ngày hôm nay thì chương trình của em có nhận được một cái lời yêu thương và một cái lời nhắn cho anh đến từ một bạn. Bạn này giấu tên ạ, bạn không có để tên ra cho chương trình biết. Số đuôi điện thoại của bạn là 549. Anh có thấy cái số điện thoại này nó quen quen trong cái trí nhớ của mình không? Không. Cảm ơn. Nếu như vậy thì em sẽ đọc cái lời nhắn của bạn ấy nhắn gửi cho anh. Bạn ấy nhắn đến cho anh như thế này ạ. Em hy vọng khi anh nghe được bài hát này, chấp nhận tình cảm của em. Bạn đã, anh đã ngờ ngỡ đó. Bao sóng luôn. Em chóng mặt quá, lạnh lùng quá. Em là con gái, và khi mà một con gái mà mình thiệt nói luôn à, khi mà một người con gái nào đó mà dùng hết sức bình sinh nha, mình dùng hết cái sự can đảm của mình mà để nhắn và gửi cái lời nhắn của mình, sau đó thì gọi điện cho một cái người con trai, chắc chắn là, nhưng mà phủ như thế này thì nó hơi. Em thì nếu như mà bản thân em là cái người gọi điện thì nếu như mà em không phải là người gọi điện, em ngồi nghe như các bạn á, thì em sẽ cảm thấy rất là hơi bị tổn thương á. À, nhiều khi đang ngồi cùng vợ hả? Em không biết là hoàn cảnh gia đình có con cái hay là có vợ gì chưa, nhưng mà nếu như mà bạn nữ đó mà bạn xem chương trình này ngày hôm nay thì bạn sẽ rất là đau lòng. À, cảm thấy không ưa thằng đó hả? Một người cảm thấy không ưa nè. Hello anh ca sĩ giấu mặt nha. Hello anh. Một người không ưa nè. À, có sự từ chối nào mà không gây tổn thương? Nhưng mà nếu như mà là em thì em sẽ chọn một cách từ chối là mình sẽ nói rõ ra là tại sao mà lại từ chối cái tình cảm như thế. Ví dụ như là mình có tình cảm với một người khác rồi thì mình vẫn có thể nói ra, thay vì mình cúp ngang như thế này. Mà nếu như mà em gọi điện mà các bạn đang xem, em đang xem Chi, từ Chi có gọi điện á, các bạn nghe cái giọng của Chi mà gửi lời yêu thương thì các bạn đừng có cúp máy như vậy nha. Cúp máy ngang thì mình hơi hụt hẫng tại vì Chi chưa nói được gì.
Ôi, bây giờ mình sẽ... À, một cái lời tiếp theo dễ thương. Mình còn 6 phút nữa, chị sẽ tranh thủ gọi điện thoại cho một cái cuộc gọi cuối cùng này hôm nay nha. 0939. Mấy bạn viết số điện thoại liền liền, khó nhìn quá. Mình còn 5 phút nữa, hy vọng là bạn này sẽ bắt máy. Cặp đôi này yêu xa. Phủ là dễ quên hả anh? Em cũng muốn biết luôn. Yêu xa nguy hiểm lắm hả? Bàn về vấn đề yêu xa. Dạ. Dạ đúng rồi anh, 812 là anh đúng không? Là anh đúng không? Anh Huy đúng không? Anh đúng không? Đúng rồi, số điện thoại đuôi là 812. À, vậy hả? Hôm nay, ngày hôm nay là anh ấy đang xem chương trình luôn. Cho nên là mình sẽ cố gắng gọi điện thoại cho bạn này nha. Số đuôi là 107. Mình sẽ gọi lại một lần nữa. Dạ, vâng. Em sẽ cố gắng hết sức vì anh. Hôm nay anh ấy xem chương trình là biết là theo dõi chương trình lâu rồi. Không biết bạn này đang ở đâu mà không bắt máy. Anh ơi, sao không mất máy? Hello. Alo, à, chào bạn. Cho mình hỏi bạn có phải tên là Tiên không ạ? À, dạ, sao chị? À, bạn Tiên đúng không ạ? Dạ, đúng không chị? Dạ vâng, mình đang gọi điện từ chương trình Gửi Lời Yêu Thương. Và hôm nay thì chương trình nhận được một cái lời nhắn gửi đến cho bạn từ anh Huy. Số điện thoại cuối của anh ấy là 812. Bạn thấy quen không ạ? Dạ. Vâng ạ. Và ngày hôm nay thì anh ấy gửi đến cho bạn một bài hát và một lời nhắn như thế này. Yêu xa, hạnh phúc chỉ là nhận được một tin nhắn, một cuộc gọi quan tâm từ người ấy. Yêu gần hay yêu xa không quan trọng, quan trọng là ta đã yêu thật lòng. Tiên lùn dễ thương, Huy thích Tiên, một tình cảm chân thật. À, sau đây xin mời bạn cùng nghe món quà ngày hôm nay của bạn nhé. Chào em, mẹ xin chân ngắn
mong manh nên việc to việc lớn mắt thân anh. Nếu như em chân rằng chẳng cần thích anh rồi, chẳng có việc chi để anh tranh giành em. Là anh chân anh thương anh nhất trên đời, cầu mong chi nữa hỡi anh, hỡi anh ơi. Chân ngăn theo anh suốt chặng đường, dẫu bao nhiêu gian nan không rời, vì yêu vì thương mỗi anh thôi. Chân ngăn thương anh nhất trên đời, đôi chân nhỏ bé nguyện theo anh khắp nơi. Dù xa xôi góc bên chân trời, dù mai có vẫn đôi xa rời, chỉ mình anh có anh mỗi anh thôi. Người yêu ơi. Vâng ạ, vừa rồi là phần quà của bạn trong ngày hôm nay. Thì một người bạn của bạn là anh Huy đã gửi đến cho bạn. Không biết là cảm giác như thế nào ạ? Hello bạn ơi, bạn có khi mà được cái cuộc gọi điện từ chương trình và nhận được lời nhắn như bạn thì lời nhắn như lúc nãy thì không biết là bạn đang có một vài cái cảm xúc nào không ạ? Bạn ấy nói nhỏ mình không nghe lắm. Mặc dù là chương trình ngày hôm nay không biết là tình cảm của bạn và anh Huy như thế nào, nhưng mà vẫn hy vọng rằng là bạn và anh ấy sẽ luôn luôn được hạnh phúc ạ. Cảm ơn bạn đã giữ máy và chúc bạn có một chúc bạn có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Chào bạn. Không biết nói gì anh, bạn ấy không biết nói gì. Em cũng không biết là cảm giác của bạn ấy đang như thế nào. Không biết là hai người bạn này là đang yêu nhau hay là như thế nào. Ok, mình hết giờ rồi ạ. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại vào 20 giờ. À, mất hình. Mất hình nhưng mà vẫn nghe tiếng đúng không? Hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần nha. Dạ, bye bye.